nghệ sĩ Lê Phương đột ngột qua đời ở tuổi 35 do tai nạn giao thông. Mới đây, làng giải trí Việt Bàn Hoàng trước thông tin nghệ sĩ Cải Lê Phương đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Chia sẻ trên tuổi trẻ online, đạo diễn Hoàng Chương, giảng viên khoa kịch hát dân tộc, trường đại học sân khấu, điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết nghệ sĩ Lê Phương mất hôm mùng 3 tháng 11 khi đang trên đường đi hát đám tang ở Long An. Cụ thể, Lê Phương bị xe tải đụng và mất tại chỗ. Lúc xảy ra vụ nạn, có một người đàn ông lấy mất điện thoại di động của cô. Khi bầu sâu gọi điện hỏi vì sao chưa đến hát thì người lấy điện thoại cho biết chủ nhân chiếc điện thoại đã bị tai nạn. Sau đó người này khóa máy. Được biết, nghệ sĩ Lê Phương Hưởng Dương 35 tuổi. Theo cáo phó, linh cử nữ nghệ sĩ được quan tại xã Giao Thành, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Lễ nhập quan diễn ra sáng mùng 4 tháng 11, lễ động quan diễn ra vào sáng mùng 6 tháng 11, sau đó linh cửu được đưa đi an táng tại đất nhà ở Bến Tre. Sự ra đi của nghệ sĩ Lê Phương khi tuổi đời còn quá trẻ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả bàng hoàng. Chia sẻ với Tiền Phong, nghệ sĩ cải lương Tú Quyên cho biết cô sốc khi hay tin đàn diễn mất vì tai nạn giao thông. Trên trang cá nhân, đạo diễn Hoàng Chương cũng dành những lời tiễn biệt đến nữ học trò. Sáng sớm nhận được tin học trò ra đi mãi mãi, nghe nhớ lòng, nước mắt cứ trầu ra không thể nào kìm được. Thương con vì cuộc sống vui sinh phải đi làm vất vả, phải tạm gác việc học khi còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp diễn viên cải lương. Một thời gian sau nghe con muốn thi tốt nghiệp lại, thầy mừng vô cùng và chủ động giúp con hết mình không ngờ lại là lần cuối cùng của thầy trò mình gặp nhau. Yên nghĩ nha con. Thông tin nghệ sĩ Lê Phương đột ngột qua đời do tai nạn giao thông ở tuổi 36 khiến nhiều người bàng hoàng. Lê Phương sinh năm 1989, là một trong những nghệ sĩ trẻ của sân khấu Cải Lương. Cô là một trong những sinh viên giỏi của lớp diễn viên Cải Lương K17, khoa kịch hát dân tộc của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tên tuổi của Lê Phương từng được khán giả biết đến thông qua những vai diễn như Lý Thần Phi trong vở Cải Lương Bao Công Phu Lò Gạch, Chị giàu trong vở Tắt Đèn mẫu đơn tiên trong vở nàng tiên mẫu đơn diễn tại trường sân khấu điện ảnh thành phố hồ chí minh bên cạnh đó vì hoàn cảnh khó khăn lê phương công tác diễn cho đoàn cải lương long an thỉnh thoảng đi hát phục vụ khán giả ở những điểm giải trí nhỏ và cả đám tăng